Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái La Lin. Quý cô bác ơi, như ở tập video trước ấy, thì nhà anh Sửa đã bắt đầu là đào móng rồi. Và bây giờ đã là sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau thì các bác thợ bắt đầu là xây móng. Hôm nay thì có thêm thợ. Xem nào, hôm nay thì có thêm 3 thợ nữa cô bác ạ. Vậy là tổng là 6 thợ, một phụ vữa, 5 thợ xây, một phụ vữa. Đi xuống dưới này đi anh. Này, phía bên này thì anh Sử với lại anh Tuyển là đang cắt sắt để làm đai để đổ răng móng. Thế là anh em là cũng lại hết sỏi rồi à anh? Sỏi à? Vâng. Hết rồi. Vâng. Mình sợ hôm qua hay mưa nên là khó một tí. Ừ. May mưa mà có những người để mượn. Và đấy mưa mới. Mọi người lại đi làm. Và mưa thì mới có người nắng này họ đi làm hết. Vâng. Em thấy sung như này sướng nhỉ? Ui, khỏe nhỉ. Ba cứ từ từ ăn nhá. Ừ. Cứ nhận nha. Hả? Cái này hôm qua đào hơi ra ngoài. Hết vữa. Cái này của mình quá tải. Của mình là nó quá tải.
đầy. Nhiều cái để đổ. Khang cửa thôi. Ừ, cái khang cửa này. Lấy cửa phải gì mà đổ. Nhìn quá. Bây giờ đổ tấm mi cửa sổ trước. Ba cái đổ. Ba cái thì bốn cái. Hai cái. Đằng trước đợt này không làm nữa vì lật cái máy nó thò. À đằng trước có thò dài không nhỉ? À, nhưng mà bên trong của nó 1m2. À phòng khách mở thêm cửa sổ nữa anh ạ. Ừ, cửa sổ nhưng phòng khách không cần. Không cần cái mi. À đúng rồi, vâng. Tại vì cái hiên trước nó che đi rồi. Chơi một phát cả cục vậy á. Này dài quá. Đây là đủ chứ. À, 5 đủ đấy. Anh cụ một bàn. Lấy sỏi được một dũng áo. Sỏi là một sỏi đá mang về bỏ nước cho nó uống mát. Chị không biết. Ôi rồi nhặt đá cho vào áo à? Ôi rồi. Nhà không có. Cho mang về cho uống nước cho mát. Đấy xong rồi dậy cái chỗ cho nó phẳng đi. Chết. Vậy anh đi đâu biết rồi, còn hai cháu. Còn nhà thôi. Như vậy là sáng nay đã xây xong cái móng rồi đây ạ. Chiều chắc là sẽ đổ nhà, ghép cốt pha xong đổ móng, đổ răng. Dầm móng, đổ dầm móng. Bên này thì anh Chất đang chuẩn bị cái chỗ để mà đổ tấm đan cửa sổ ạ. Thế canh ở đâu? Bây giờ những cái nước anh đập không được đâu. Đập mấy lần rồi. Mài đâu. Tiểu gác cái tâm bán này để làm gì đấy? Em chuyển xoài vào. Ở dưới kia mà vừa mấy anh này. Xoài mấy xô đây mà. Mấy xô rồi. Không, cứ để đường lấy đùn gạch vào cũng được. Gạch chi để chiều. Là lại vướng anh nhà. Đúng. Nhắc một pha. Cứ để được. Phải tí xúc mấy xô mà. Ừ, đi cũng đi qua chỗ đây này. Vâng. Qua thông cái thằng nào vướng thì cái xô ấy vào đấy. À, không có đít nó ấy. Không, bây giờ dọn được cái chỗ gạch ra không đi. Vâng. Vất vất gạch gọt nó vào đã. Không có gì đâu. Đi cắt qua cái chỗ này tí thôi. Đâu mỗi cái xe tí cái xe. Đâu. Bốn cây ở khác này. Đây đây. Vâng. Cái thứ đó.
rồi rồi rồi. Hôm nọ em lại quên không lấy cái gì kê vào. Thì ba đời. Đằng nội nội thì mấy đời nhỉ? Bốn đời. Nếu vậy không ổn đâu. Phải cải tiến thôi. Mà có người là anh em ruột còn lấy luôn cơ. Đó. Không. Cắt đủ chiều chiều dọc. Trên này thì anh Thành với lại vợ anh Sử đang nấu cơm. Này anh Thành là cấp dưỡng nhá. Đầy quá anh người ạ. Ôi trời. Đổ đấy à anh? Đổ đấy cho sạch. Sạch á? Ờ, anh Sử mà bây giờ ở nọ cũng trời mưa, anh em ở nhà nhiều ấy. Thì giúp được chở, bây giờ anh em đi làm hết rồi thôi. Có khi anh Sử công tác chở ấy. Ờ. Đường thì làm đồ đường nó vướng nhà, cản trở mọi người đi lại nữa. Cô bác ơi, ngày hôm nay thì lên thêm 7.000 viên gạch nữa cô bác ạ. Đổ lên cho nó sạch sẽ. Vâng. 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 Ông nọ anh xin chị bảo là cứ đổ được. À. Cô này cô bảo là cứ đổ đây thoải mái gì. Cho nó sạch ấy. Vâng. Nhưng hôm nay cô lại ốm sao rồi. Bây giờ anh Thành xe lên để mà kiểm gạch xem có đủ 7.000 viên hay không. Đủ chưa anh? Anh Thành ơi, đủ chưa? Đếm đi. Thank you.
3 triệu với lại một xe đá 5 triệu 6 với lại cái này là 7 triệu, 13 triệu 600. 3 triệu với 7 2 triệu chứ. 2 triệu 6. Chuyến trước là còn thiếu bao nhiêu anh? 3 triệu. Còn thiếu 3 triệu. Thế nên 12 triệu 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sao kẹt một tuổi sao? Em cứ cua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 triệu ngày hôm nay. 1, 2, 3, 3 triệu hôm nọ này lỡ phải không? Rồi. 1, 2, 3 triệu. Đấy, em cho 600 nữa. Thôi đưa cho anh 500 còn anh. Vâng. Vâng. Rồi, anh cảm ơn. Thế bớt cho 100 là đá nghiền là 2 triệu rưỡi một xe. Rồi. Tốt quá, cảm ơn anh nhá. Trong nhà đang làm món gì mà thơm thế? Chị Văn ơi, có món gì đây ạ? À? Thơm quá. Thơm từ ngoài cửa vào. Vâng. Đã thử ăn được cái này không nhỉ? Đậu không ăn được ạ? Đậu chua. Thịt này. Thịt lợn thì ăn được chứ? Chứ ăn lợn đen thôi. Không ăn được. Vâng. Thì lợn trắng có có ngan ấy, tí chị ăn ngan cũng được. Lợn trắng sợ họ cho ăn cám. Đây đi này, cái thịt này có thịt đi. À. Ngan này làm như này thôi. Bây giờ anh Cường sẽ chặt thịt ngan. Thôi là bé quá, sợ chân mạnh, nó bay. Không sợ đâu mà, người Việt Nam có câu cái gì nhỉ? À, miếng thịt rơi xuống đất phủi vù lại lên mâm mà không sợ đâu. À. Đúng không ạ? Đấy cũng được. Cái này luộc không cho gì chứ, không tí chị có ăn được. Không. Hai cho hai em bé nhà anh xử. Cho đây cho nó chín. Thả vào đã, xem là con đỏ đỏ ấy. Để chiều đi học còn có. Về. Đấy, có hai cái đùi ăn thì thích quá. Chiều hôm qua thấy hai đứa nó về mỗi thằng bát cơm. Nhìn thế con mình ăn được vậy ngon lắm. Canh rau gì đấy ạ? Anh Thành ơi. Rau gì đấy ạ? Chị thả ra rồi. Cô bác ơi, bây giờ đến giờ ăn cơm rồi, mời các cô các bác ăn cơm ạ. Cái bát canh kia của vợ nhá. Vợ, vợ ăn được thịt ngan nhưng mà thế nhá. Vâng, nhưng mà không biết cơm để đâu. Để trên cái ghế này đây. Hôm nay thì có thịt ngan luộc này, rau luộc với thịt rang đậu. Đây là cái món gì này hả anh Thành? Cái này là tiết băm củ nấu với lại ớt xả. Thế hai mâm thật à? Cho thoải mái. Vâng. Mẹ đâu? Mẹ bên này. Con đi đây. Đây ghế rồi. Chia đều người ra. Bên đây nhiều người uống bia quá, bên khác lên một người. Vậy vợ ngồi đây cũng được. Vâng. Đây hai vợ chồng ngồi đây cũng được. Vâng. Ngồi đây. Thử quay đây cho mẹ vợ ra mặt. Ngồi đây có quay mà quay tít về mâm của anh rồi. Chưa gặp bác chú Hà. Anh thử bảo thịt ngan chị ăn được đấy. Không sao. Cào đầu. Rồi. Nhờ làm bát đi. Không bảo ngồi đây. Dạy bên kia bên này đẩy hết rồi. Ê, ngồi đây. À, vợ ngồi đây. Ê, bà. À, vợ ngồi đây. Đây, chặt ngồi đây. Đó là nè. Đây, chuyển cái đĩa thịt ngan sang bên kia. Chị không uống được bia đâu. Đây, đây, đấy. Thôi em mời anh chị ăn cơm nhá. Mời anh chị ăn cơm nhá. Mời hai em. Đây, bác của em đây. Vâng. Mời anh bác thợ ăn cơm nhá. Uống uống một tí bia nữa cho nó. Rau này không ăn được mà, không cho gì đâu mà. Anh có được quạt không đây? Không, được rồi. Được. Rau này chị ăn được à anh Thành? Được. À. Đây 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 còn cái quạt nữa này bật vá. Sao lại không bật nhỉ? Cái này nó rét lắm. Ăn đi. Không rét hả? Ăn đi chị ơi, nó mau đi. Ôi.
Thôi, mua đất đi. Nước này thương. Hiện tại thì bây giờ đã là giờ chiều rồi. Chiều nay thì các bác bắt đầu làm cái đai sắt này buộc vào, xong chuẩn bị đổ răng, đổ răng móng. Vẫn không đều này. Cái gì ạ? Như này ạ? Bên này đã buộc xong hết rồi. Đang cho bên đấy là buổi sáng nay buộc đấy anh Thành ạ. Để đổ. Chưa. À buổi trưa chưa, chứ buổi trưa. Buộc hết rồi. Tranh thủ buộc. Nhưng mà mấy tấm gỗ thông thì nó đẹp. Thưa. Mua cái loại 3.000 quan đi dạ về xuống cứ ngày nào cũng về anh còn quan kiểu mình cho xong mình cứ thế xuống đi mình vào đây thăng phải với con gà mình cho nó lớn chưa nếu như mà không đủ thì đổ sang bên này xong là chiều cứng này dỡ ra xong rồi đổ bên kia thôi, nếu không đủ ấy nhỉ bác nhỉ. Ừ. Chỉ còn cách vậy thôi, giờ kiếm đâu ra được. Cái rùa này còn để thế này bữa gì hả? Cái rùa thế này để thế này lúc nào mình lấy cát thì lấy sỏi thì mình ấy chứ. Đã chuyển lên chuyển xuống liên tục đấy như này này, bấm rửa cái bom lên tí có vừa không? Em sợ tính cả người rồi cả xe rùa vào bom á. Chống cái không cẩn thận đi. Đóng chống ra trên chắc là được đấy. Bác thử quay cái miệng bom đó. Không có. Bạn đâu rồi? Đi lên được tiền đẹp. Lấy xe máy chở có xe gì. 15 cái. Đấy, bây giờ thì anh em bắt đầu là đả vữa và đổ móng ạ. Chắc anh ạ. Thank you.
để ý rồi chị ạ. Bao nhanh hơn xe rùa đấy. Hay là cho xe rùa xuống dưới xếp vào bao đi. Ờ, xuống bao cũng đổ bên này. Đấy, cho xe rùa xuống dưới mà đủ khỏi đi. Này khô quá à, băng có khô quá không ạ? Bây giờ trời bây giờ tối rồi đấy, tối nay là mưa to đấy nhỉ. Xin chú và xin chú hả? Chú chả, chú cô. À, chú cô ạ. Ôi dồi, ngoan thế. Như vậy là đổ móng thì cũng gần xong rồi đây ạ. Ngay sau khi làm xong là đậy vào. Tối nay là mưa to đấy nhở. Sợ nhỉ. Chú cô ạ.
Các bạn đang bóc hết cái bao xi này để đây. Đang hết đủ vừa chứ mưa trống. Nếu mẹ một xe à? À một xe à? Nếu thử nhiều. Thôi cả máy đấy. Ừ. Cái này không bị đậy đâu. Cái này à? Ừ. Chắc phải đậy đấy chú. Cần đầu kia, mình tháo ra rồi ấy. Vâng. Đây nó không rằng. Vì làm gác xem đấy. Đấy, đây nó không cần rằng. Thì rằng những chỗ này nó chịu được nhiều. Đấy là mình không nên bị đuổi. Vâng, đấy và ba cái chỗ này mình nên bị đuổi. Bây giờ thì các bác bắt đầu chuẩn bị đồ và đi về thôi ạ. À, chị Văn ơi, hôm trước thì tiền của cô Phúc Hoàng với chị Mỹ Hoàng Nguyễn là có ủng hộ các bác thợ ăn ở trên nhà của hai mẹ con bà Mái thì vẫn còn là tổng số tiền là 319.000 thì em gửi chị này, gửi chị 100. Vâng, giờ em 80.000. Chuẩn chưa? Về hết nhá. Vâng. Đây. Bây giờ thì trời cũng tối rồi đấy ạ, vợ chồng em có và các bác thợ xin phép là đi về thôi ạ. Cầm nó về. Thôi, tối rồi anh ạ, thôi. Đây, em ơi, hãy em nhá. Rồi, không có gì ạ. Vâng, rồi đi về thôi ạ.